Chào các bạn, cảm ơn các bạn trở lại với kênh Alex Sóc Trăng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay trên đường đi mình cũng muốn giới thiệu các bạn là trên đường đi đến chợ gọi là chợ Farm Market, ok, Việt Nam mình kêu chợ vườn đó bạn. Này, mình muốn mời các bạn cùng đi chung với mình coi xem xét như thế nào, mình cũng chưa đến bao giờ. Nghe nói cũng có nhiều trái cây ngon lạ hay hay đó bạn. Ok, mời các bạn đi chung với mình nha, để coi có những gì lạ hay không, một trái cây tươi cỡ nào ha. Thường thường là mỗi đó nơi đó là họ hái trái cây từ vườn bán liền. Ok, mời bạn đi chung nha. Ok, đây bạn, đây là cái trước mặt vườn chỗ gọi là farm market, họ có bảng đặt tên đó. Có nhìn vô thấy cũng có người đó đang có trống cho bạn ha. Mình mời các bạn đi chung với xem xét có những cái gì hay không ha. Ok, hiện tại giờ mình có thấy dưa hấu rồi đó bạn, ngon quá bạn, mời bạn coi xem đi chung với mình nha. Ngoài 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 form đó không, nhưng mà trái dưa hấu đều có đây à. Cây trồng nữa, cái cam tắc. Is that lemon? Yes, lemon. Oh, okay. Yes, lemon. And how much that for? $20. $20? Oh, wow. It's nice. Đây một cây cam nè các bạn, cây chanh này nè, đẹp không? Nhưng mà chỉ có 20 đồng một cây thôi, bán nè, quá đủ loại hết. Đó, mấy cái vườn chỗ này nữa có cái cây trầm nữa nè, có cây xoài với cây gì của người mẹ nhà bạn. Đây nè, nó có giống như cây cây thuma này đó, cái rau cải nữa. Ồ, bán luôn đó, bán đồ phụng này nè, đồ phụng rồi có mía này nè, quá trời là mía, mà mía muốn mía mía tươi luôn á, mía cây tươi luôn á. Đây một cái vườn form nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bán đủ thứ á. Một vườn là form vườn chợ 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 vườn á, nhỏ nhỏ rồi bán đủ thứ bạn. Có đầy đủ luôn, đậu xanh, đậu đen nè, đậu đậu đen này, đậu đen có cái bắp nè. Đậu này là đậu đậu nành, thấy không? Bán đủ thứ hết. Đây là ớt, mà ớt khô, trái ớt khô á, trái ớt mà mẹ ớt khô các bạn đó, đã luôn nè. Cái này là vỏ bắp, cái vỏ bắp này á, người ta đem không biết để làm cái gì mà mỗi lần đi chợ thấy bán, mà ở đây cũng có bán luôn, thấy không? Ở đây nè có đầy đủ luôn nè. Còn đây nữa bên có hành, củ hành ấy, củ hành tím nữa nè, quá trời bạn, có đầy đủ. Một cái chợ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ luôn. Đó, khoai tây, ớt, mà ớt tươi có luôn, tỏi có luôn nè, tỏi ủ đá này nè, cái trái swat nè. Đó, trái này ăn như giống dưa leo vậy bạn, mà dưa leo cũng có dưa leo Việt Nam mình nữa nè, đó là đã không. Đó, và thấy là đây trong trong một cái chợ nhỏ nhỏ thôi, chợ xì thôi mà bán đủ hết, đủ loại. Mà mình trong khi nói là vô bếp mà không cần đi đâu, mình rau cải không cần đi đâu xa hết đó. Đó, cà chua đó nè, đó cà chua mà lại một cái bự không bạn, mà tươi luôn nha. Cái đúng là cái đây là chỗ là vườn chợ vườn luôn đó. Cái bự bự nè, trái tròn có luôn, chuối có đầy đủ hết. Đây chuối nè, đó chuối ngon không, mà bán cũng rẻ. Oh, thank you. Mỗi lần vô thì cho mình ăn. Cho ăn thử trái cây đó, ngọt lắm đó. Trái cây ngọt nè, ăn vô đã. Đó, mình thấy ông tặng quá trời, mà apple, trái apple ngon các bạn. Ngọt, ngọt quá. Trái cây đúng không? Quá trời trái cây luôn rồi, cả. Đúng hả? Yeah, apple suốt. $5 basket. Yeah, sweet. 5 đồng một package này bạn. Lắm. Bán rẻ.
nó so sánh nó chợ mà bán rẻ nhiều, bắp tươi không, có đầy đủ bắp nữa, quá trời luôn. Và chanh nè, đó chanh đó bạn, chanh là mỗi ba trái này một đồng mà chanh bự nha, đó, đó nước mà chanh tươi đó. Mà thường thường mình mua chanh là thấy mình thấy cái vỏ mà nó bóng bóng thì nước nhiều hơn, nhưng mà đi chợ có nhiều cái mình đi chợ chỗ khác đó, nó cái vỏ nó dày, nó không có nước mà đây này tươi lắm. À, bạn thấy là nó chanh này nó cái vỏ mà nó mỏng vậy đó, à, nước nhiều lắm mà tươi luôn nha. À, có táo nè, tôi có táo mà táo tàu có luôn. Wow, cam bạc. Ờ, trên này trái bưởi. Trái bưởi mà bưởi nhỏ đã. Tươi luôn á. Đó. Đó, wow, đã luôn. Ồ, trái này trái gì không biết mình ăn được không, biết là mình biết làm ăn được không, nó làm. How you cook this kind? You cook oil. Oh, foil? No, boil. Uh-huh. And water. Uh-huh. And this fruit. Is this similar? I don't know. You know? Oh, okay, okay. Okay, yeah. Yeah. Brothers. Yeah. Brothers. Cái trái này nó giống trái xu vậy hả? Thấy không? Xu nè. Nè, giống trái xu vậy đó. Đó không? Mình trái này mình làm nó giống luộc ăn hay là xào ăn. But this, what day for you? Yeah, trái xu. Uh-huh. Yeah, trái xu. Yeah, it's all the same, right? Yeah, it's the same, but maybe that one is more strong. Yeah. But oh. So it's similar. Yeah. Similar. Okay. Mm-hmm. Trái xu. Yeah, trái xu. Okay. Okay. All right. Okay. So you know, I have my friend coming over. Okay. So you know, right? Trái xu. Yeah. Trái xu. Okay. Okay. Rồi bạn, mình muốn giới thiệu bạn với cái chợ mình nhỏ nhỏ, farm nhỏ. Yeah, never done that. It's how you doing? Is eat the fruit. Oh, just fruit. We don't have to cook anything. Bạn thấy cái trái này nè, mình vô chợ mà chợ Nam Mỹ có cái trái trái này mình không biết trái gì, nhưng mà mình chưa ăn bao giờ mà thấy nó giống là nó. Oh. Nó cái ruột nó giống như trái. Can I? Yeah, yeah, yeah. Oh, bạn thấy nè, cái trái này nó bên trong là như vậy nè. Thấy không? Đó. It's good. Nó ăn giống như là... Yeah, you want to try the seed? Okay. Oh, come on. Nhưng mà nó ốp, làm sao rồi. That's good, huh? That's good, thank you. I have corn. That's good, thank you. Oh, nó ngọt ngọt, ăn nó ngọt ngọt, giống... Nó... Oh, thank you. Ok bạn ha, mình cũng cho bạn thấy mà chỗ, nếu mà có đến thì đến chỗ bên gần ở nhà bên đây là Downfort over Florida. Ok, thank you very much. Ok, thank you, nice see you again. I have told my friends coming over too. Ok, thank you. Is that what honey? Oh. Wow, đây cái bán mật luôn à, mật ong luôn nè bạn. How much is this for? $8.50 Một chai 8 đồng rưỡi. Ăn ngon này. Wow. Ok, chắc mình mua một chai quá để làm nước uống được á. Mỗi lần bà thấy là mình làm cái gì mình pha nước qua chuống như trà nóng, nước nóng bỏ vô chút xíu uống nó ngon các bạn. Ok. Ok, wow. Oh, thank you very much, my friend. Why, okay, thank you, my okay, see you next time. Okay, I have told my friend coming over. Thank right? You, thank you. Okay, đây bà chủ nè. Okay. It's like the owner. Bà chủ. Thank you. Thank you, Han. Okay, bye bye. See you. Bye bye. Cái trái cây là bán đủ hơn đâu. Ở bảng ngoài á. Đây của người Nam Mỹ rồi. Đã lắm. Rồi trái cây đủ thứ hết, nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là đủ. Nếu mà mấy anh nào mấy người bạn mà xuống bếp thì có đầy đủ luôn. Mình xuống bếp mình có trái cây đầy đủ luôn, chẳng hạn gì trái cây, rau cải này kia đầy đủ hết. Mà bán đồ tươi các bạn, mà rẻ chứ không có mắc nha.
Ok thôi, thời gian cũng đã hết một cái video ha, mình xin chào tạm biệt các bạn. Ok, chia tay các bạn, hẹn lại cái video sau nha. Bây giờ trên đường đi về lại để khám phá cái video sau sau có những chợ vườn nào nhỏ nhỏ mà lớn lớn to hơn mà có những cái khác khác lạ lạ trái cây, thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái video tiếp nhé. Ok, xin chào các bạn nha. Ok, bye bye.